Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Mõ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bản tin của chúng tôi có những nội dung sau. Mỹ có thứ vũ khí gì để dội lửa vào các xuồng cao tốc của Iran? Công ty Bear System của Anh đã cho ra mắt các biến thể mới nhất của pháo hạm tầm xa MK-38 được phát triển cho Hải quân Mỹ. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả để đối đầu với các xuồng cao tốc của Iran. Biến thể do hãng Boeing và hãng Bear System hợp tác sản xuất, đó là MK38 Mod 3. Biến thể này sử dụng phần thân của MK38 với pháo tự động 25mm để gắn thêm một thiết bị phát tia laser có công suất 10kW theo thiết kế của Boeing. MK38 Mod 3 có tính năng vượt trội và hiệu suất cao hơn rất nhiều. Nó không chỉ có khả năng sử dụng đạn nòng pháo 25mm mà còn có thể bắn được cả nòng pháo cỡ 30mm, có khả năng hạ gục xuống cao tốc của đối phương sau một loạt bắn. MK-38M3 được trang bị pháo cỡ 30mm với cơ số đạn 420 viên hay pháo 25mm với cơ số đạn 500 viên. Hệ thống pháo MK-38M3 cũng cung cấp tầm bắn 2,5km và tốc độ bắn có thể lựa chọn từ đơn đến 180 viên trên phút. Hệ thống hải pháo MK38 có thể đứng bắn trực tiếp hoặc bắn tự động với hệ thống điều khiển từ xa. Buồng điều khiển của hệ thống pháo hạm MK38, xạ thủ sẽ quan sát bằng màn hình và hệ thống điều khiển dẫn bắn sẽ giúp họ nhắm vào mục tiêu. Ngoài đạn xuyên giáp, đạn dẫn đường, pháo hạm MK38 còn có thể bắn đạn nổ phân mảnh để tiêu diệt đối phương. Mỗi chiến hạm Mỹ thường bố trí từ 2 đến 4 hệ thống pháo hạm MK38. Hệ thống vũ khí này thường được bố trí ở bên hông hoặc phía sau chiến hạm. Ngoài trang bị trên các tàu khu trục, tàu tuần dương hệ thống pháo MK38 còn có thể trang bị trên các tàu đổ bộ và ngay cả hàng không mẫu hạm cũng trang bị loại pháo này. Giàn tên lửa dưới lòng đất của Iran có gì khiến Mỹ lo sợ? Tuần trước phương tiện truyền thông quốc gia của iran đã công bố loạt ảnh về số lượng lớn các tên lửa chống hạm do nước này tự chế tạo được cất giấu tại các hầm ngầm dưới mặt đất động thái này xảy ra trong bối cảnh vừa tròn một năm mỹ thực hiện vụ ám sát trung tướng iran soleimani chỉ huy lực lượng quds của vệ binh cách mạng iran cùng với đó là những lời đe dọa trả đũa quyết liệt đối với mỹ từ giới chính trị gia iran mỹ thời gian gần đây đang dục dịch tăng quân đến trung đông có thể nói việc khoe số lượng lớn tên lửa chống hạm từ các kho tàng dưới lòng đất cho thấy một mục tiêu duy nhất đó chính là nhắm vào mỹ việc này khiến cho giới quan sát quân sự và chuyên gia không khỏi dè chừng một cuộc xung đột quy mô giữa hai nước có thể xảy ra điều đáng nói các loại tên lửa chống hạm của iran đều là những sản phẩm của công nghiệp quốc phòng trung quốc và được nước này chuyển giao công nghệ cũng như dây chuyển sản xuất cho Iran với số lượng lớn. Trên cơ sở đó, Iran cũng đã tự cải tiến thêm để cho ra mắt những sản phẩm ưu việt hơn. C-704 NAS-R1 là tên lửa chống hạm tầm ngắn cỡ nhỏ, được phát triển với nhiều loại phương pháp dẫn đường như dẫn đường bằng radar, dẫn đường bằng laser và hình ảnh hồng ngoại. Tên lửa có trọng lượng khoảng 320 kg, đầu đạn nặng 130 kg, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với tầm bắn tối đa là 35 km. Tên lửa có khả năng bay với tốc độ cận âm và hành trình ở độ cao chỉ cách mặt nước 15 đến 20 m. Do có kích thước nhỏ gọn nên NAS R1 được Iran trang bị trên các xuồng cao tốc cỡ nhỏ, có thể thực hiện một cú đánh chớp nhoáng rồi chạy trốn. Theo truyền thông phương Tây, Trung Quốc đã chuyển giao dây chuyền sản xuất tên lửa này cho Iran từ năm 2010. Tên lửa chống hạm C802 Nu là loại tên lửa chống hạm tốc độ cận âm tầm trung do Trung Quốc phát triển. Phiên bản xuất khẩu có tên gọi là EZ83. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực nặng 715 kg và đầu đạn nặng 165 kg, tốc độ tối đa Mach 0,9 và tầm bắn tối đa 120 km. Tên lửa có khả năng bay cách mặt nước biển 20 đến 30 m trong giai đoạn bay hành trình và hạ thấp xuống chỉ 5 đến 7 mét trong pha cuối tiếp cận mục tiêu. Trung Quốc đã chuyển giao dây chuyền sản xuất tên lửa này cho Iran từ sau chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Do cảm thấy chưa hài lòng với các tên lửa C-802 Nu có tầm bắn mới chỉ đạt 120 km, Iran đã phát triển phiên bản cải tiến của Nu với việc kéo dài chiều dài tên lửa, mang theo nhiều nhiên liệu hơn, đồng thời thu nhỏ đầu đạn. Loại tên lửa mới này có tên là Quader và được cho là tầm bắn lên tới 200 km. Với chiều rộng vịnh Ba Tư hầu hết nằm trong phạm vi 200 km tính từ bờ biển Iran. Do đó, việc triển khai các hệ thống tên lửa C-802 Nu từ bờ và các xuồng mang tên lửa C-704 NASR-1 với số lượng đủ nhiều cũng khiến cho Iran kiểm soát hoàn toàn và phong tỏa vịnh Ba Tư cùng eo biển Hormuz. Do đó người Mỹ chắc chắn không thể xem thường những bước đi này của Iran. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.